Phát biểu tại buổi lễ khánh thành đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Pháp Vân - Cầu Rẽ đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cho chủ trương sẽ nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc trong thời gian ngắn nhất. Đây cũng là theo quy hoạch chung của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt để xây dựng tuyến đường cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Theo quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường này sẽ được nâng cấp lên thành đường cao tốc vào năm 2026 và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh và liên kết vùng. Hiện tại, sau khi thông xe vào cuối năm 2023 và khánh thành tháng 7 vừa qua, tuyến đường nối hai tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có 16 km được mở rộng từ 2 lên 4 làn mỗi chiều, cho phép các phương tiện chạy với tốc độ 80 km/h, 7 km nữa đang giải phóng mặt bằng và sắp triển khai. Bên cạnh đó, sẽ có các đường nhánh để kết nối với các khu cụm công nghiệp và các huyện, thành phố nhằm thúc đẩy toàn diện kinh tế xã hội các địa phương này. Đơn vị thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của đường nối hai cao tốc là Công ty Xây dựng Xuân Trường khẳng định các yếu tố cần và đủ để nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc theo quy hoạch đều đảm bảo, nhất là về mặt bằng quy mô dự án. Cơ bản là đã đủ điều kiện lên cao tốc rồi. Đấy, giờ chỉ Bộ Giao thông và tỉnh chỉ đầu tư thêm một số các cái nút giao về phía Hưng Yên là tôi nghĩ là chỉ trong vòng một năm. Đấy, đường hai bên là có rồi, là đường gom là có rồi, còn trục đường giữa chính là đường cao tốc. Đấy, chỉ là làm nút giao vượt là trong một năm. Nếu mà tỉnh bắt tay ngay từ bây giờ, tôi chỉ nghĩ là cuối sang năm sẽ trở thành cao tốc. Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn trình Bộ Giao thông Vận tải để cho phép tỉnh Hưng Yên nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc. Tỉnh Hưng Yên thì cũng đã triển khai là đầu tư các cái tuyến đường, các cái cầu vượt cho người đi bộ và cũng sẽ đầu tư cái nút giao của tuyến đường nối cao tốc của Hải Phòng của Rãnh Bình với tuyến đường tỉnh 377. Bên cạnh đó thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã tham mưu và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tức là đầu tư nút giao của tuyến đường cao tốc của Nội Bài và Cầu Rẽ Ninh Bình với tất cả các cái tuyến quốc lộ như quốc lộ 38B, quốc lộ 38C cũng như đường huyện 70, đường trục chính của khu đại học Phú Hiến để làm sao cho là toàn bộ của tuyến đường này là sẽ đủ điều kiện để trở thành cái đường cao tốc CT16 vào cuối năm 2025. Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hưng Yên sẽ có 4 cao tốc chạy qua địa bàn, trong đó cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành, cao tốc đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang được triển khai, cao tốc Yên Mỹ - Chợ Bến nằm trong giai đoạn 2025-2030. Còn đối với việc nâng cấp đường nối hai cao tốc lên thành cao tốc sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất. Hy vọng đây sẽ là cú hích để Hưng Yên phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và đô thị trong tương lai gần.